Hồi đó Hoa Sĩ có làm một cái món ăn kiểu Nhật mà mình thấy khách khá là thích. Mỗi lần mình làm cho khách thưởng thức thì thấy khách có một cái biểu cảm khá là hạnh phúc. Đặc biệt là tụi nhỏ. Mỗi lần ăn cái món này chú Hoa Sĩ làm là khoái lắm. Thơm thơm ngon ngon, dai dai mềm mềm. Ăn một lần là nhớ liền, nhìn vậy thôi. Tưởng khó nhưng mà không khó đâu nha. Hôm nay Hoa Sĩ sẽ hướng dẫn cho mọi người làm nè. Chắc chắn ai ai cũng làm được luôn. Bước 1, mình sẽ cắt hành tây ra thành hạt lựu. Đó, mình sẽ chẻ chẻ như thế này rồi cắt như Hoshi hướng dẫn cho nhanh nha. Nhưng mà nhớ cho Hoshi là phải cẩn thận, chưa quen là phải làm từ từ, đừng có vội nha. Ok, mình sẽ dùng khoảng 150g rồi bắt chảo lên, cho vào đây 30g bơ lạc. Đun nóng lên cho tan chảy ra rồi cho hành tây vào xào. Xóc xóc lên rồi cả nhà sẽ nêm vào đây cho Hoshi khoảng 1/6 muỗng muối và một chút tiêu xay cho thơm. Mình sẽ bật lửa lớn xào nhanh tây cho không có bị ra nước cả nhà nha. Xong, qua bước 2, cả nhà sẽ băm cho Hoshi khoảng 350g thịt bò. Mình sẽ biến tấu công thức sang dùng bò Việt Nam để ai cũng có thể làm được luôn nha. Thêm vào cái lòng trắng trứng, hành đã nguội rồi thì mình sẽ cho hết vào luôn. Ướp vào đây cho Hoshi muỗng tỏi băm, trộn đều rồi đậy nắp lại cho vào tủ mát ướp khoảng 15 phút. Quá đơn giản. Bước 3, trong thời gian này thì mình sẽ chuẩn bị bột xù, trứng gà đánh đều và bột khô. Sau đó vo tròn thịt đã ướp thành từng viên. Mình sẽ vo cái viên viên khoảng 50g rồi nắng. Ý nhầm, quen tay, tưởng năng vo cơm nắng sushi. Vo xong rồi cả nhà sẽ ép nhẹ nhẹ tay cho nó dẹp ra, giống như là cái bánh vậy đó. Lưu ý là nhẹ nhẹ tay thì phải đẹp được nha, chứ mạnh tay là nó bị vỡ ra đó. Nè, cả nhà thấy không? Xong rồi đó. Tiếp theo, cả nhà sẽ cho thịt bò vào lăn qua một lớp bột khô rồi nhúng qua lớp trứng gà. Sau đó cho vào bột xù rồi ép lại cho dính gai xù lên. Bạn nào muốn lát nữa chiên xong cho vàng đều thì mình lại tiếp tục nhúng vào trứng thêm lần nữa. Đó, xong rồi lại lăn qua thêm một lớp bột xù thì cái lớp chiên bên ngoài sẽ đều hơn cả nhà nha. Bị cái là hơi dày, nhưng mà ai thích ăn giòn ăn dày thì mình cứ làm theo Hoshi hướng dẫn thôi. Ở đây Hoshi sẽ làm hai cách, ai thích cái nào thì mình chọn cái nấy. Đó, xong rồi đó. Để sẵn qua bên rồi tới bước 4, mình sẽ cho dầu ăn vào chảo đun nóng lên rồi chiên thôi. Mấy cái món như này thì cả nhà chiên ngập dầu với ngon nha. Dầu nóng rồi nè, bây giờ Hoshi sẽ cho vào chiên thôi. Cả nhà lưu ý là đừng có để dầu quá sôi nha, chứ không khi mà chiên lên thì bên ngoài sẽ vàng rồi mà bên trong chưa kịp chín là mất công phải chiên lại lắm nha. Wow, thơm quá, muốn ăn liền ghê. Mình sẽ chiên lửa vừa vừa rồi canh lật lại cho vàng đều hai mặt. Lúc vàng rồi thì cả nhà sẽ vặn lửa lớn lên hết cỡ, cho dầu ở trong cái món ăn được đẩy bớt ra. Sau đó vớt ra giấy thấm dầu để cho khô ráo là ok. Bước 5, trang trí. Trong này thì dễ thôi. Cả nhà cứ cắt bắp cải với lại những cái loại rau củ có màu sắc cho vào trộn đều. Giờ thì mình sẽ cắt đôi ra rồi cho lên đĩa trang trí thôi. Đó, cả nhà sẽ xếp đều thành hai hàng. Quá thơm, lại lẹ ăn miếng mới được. Wow, bên trong thơm thơm ngon ngon, dai dai mềm mại. Bên ngoài thì vỏ giòn tan. Cả nhà nghĩ có giòn không? Sao mà không giòn được? Giòn giòn ngon khó cưỡng luôn chứ ở đó mà không giòn. Ok, chúc cả nhà thành công nha. Toàn bộ danh sách nguyên liệu để cả nhà đi chợ, đặc biệt là những cái loại gia vị dụng cụ mà Hoshi tin dùng mà cả nhà thường hay thắc mắc nhắn tin hỏi Hoshi á, mình cũng sẽ để thông tin tìm hiểu ở đây cho cả nhà luôn ha. À, đừng quên like, share, đặc biệt là bấm theo dõi trang để đón xem những tập tiếp theo nha. Hẹn gặp lại.